Quý khán giả thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì chắc hẳn là những bạn sinh viên đang muốn tìm hiểu những thông tin về du học học bổng Singapore. Thì các bạn đang thắc mắc không biết trong năm 2013 này học bổng ở Singapore có những cái chương trình gì đặc biệt hay không? Và hiện tại thì đứng cạnh Trúc Giang đây là chị Lâm Nhi Sa, là đại diện tuyển sinh chính thức của Học viện EIC tại Singapore. Và bây giờ Trúc Giang mời quý vị và các bạn chúng ta cùng trò chuyện với chị để tìm hiểu xem trong năm 2013 này Học viện EIC Singapore có những chương trình học bổng gì đặc biệt hay không. Xin chào chị. Chào Trúc Giang, chào tất cả các bạn. Xin chị chia sẻ để quý khán giả được biết là trong năm 2013 này ở Singapore cũng như là Học viện EIC có những chương trình học bổng gì đặc biệt hay không ạ? EIC rất vui và vinh dự cùng Tân Đại Dương tham dự cái ngày hội tuyển sinh trực tuyến này với hơn 15.000 các bạn học sinh đến từ các trường phổ thông trung học. Và EIC là một trong những trường tư tại Singapore vinh dự đạt được chứng nhận EduJob 4 năm. Và trường thì chuyên đào tạo về các chuyên ngành như là doanh nghiệp hay là quản trị du lịch khách sạn. Bên cạnh đó thì trường còn đào tạo các chuyên ngành như là tài chính ngân hàng hay là hậu cần. Và trong năm 2013 này thì trường cũng có các chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên. Khi các bạn đăng ký trường tại Tân Đại Dương thì các bạn sẽ được nhận học bổng như là các bạn sẽ được tặng 150 đô phí apply. Bên cạnh đó thì các bạn còn được tặng là một cái máy tính bảng EIC và được tặng kèm một cái khóa học ngoại ngữ trị giá là 250 đô sinh. Và trường cũng có học bổng dành cho những cái bạn mà tốt nghiệp 12 với điểm trung bình là từ 7 chấm trở lên hay là tốt nghiệp đại học với điểm trung bình 7 chấm trở lên thì với mức học bổng đó là 1.000 đô sinh. Ngoài ra thì trường cũng có chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên xuất sắc, đó là hoàn lại 10.000 đô sinh đối với chương trình cử nhân và 6.500 đô sinh đối với chương trình thạc sĩ. Và trường cũng đảm bảo việc làm khi mà các bạn ra trường. Đặc biệt đó là các Angel Funding được tài trợ đề án kinh doanh khả thi tại Singapore lên đến 10.000 đô sinh. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký cùng đại diện tuyển sinh chính thức của EIC tại Việt Nam, đó là công ty Tân Đại Dương. Và chúng tôi luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất của trường tại website đó là tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin cảm ơn chị Lâm.